Rồi em chào tất cả anh em ha, em chào tất cả bà con cô bác. Chào anh em đến với kênh Tiệm Sắt Đức Thắng anh em. Sáng nay em lựa ra được 4 con máy phát cỏ nè. Lời đầu tiên em cũng cảm ơn bà con rất nhiều ha, hôm gầy cũng hộ. Tuy không có được nhiều nhưng mà mới vậy là cũng mừng lắm rồi. Rồi hôm nay em có lựa ra được 4 con máy phát cỏ nè, em lên cho anh em bà con tham khảo nha. Cái này là con đầu tiên là con Maru 26 nè anh em. Ngoại hình thì nó gì, cái bô nó còn trắng phiếu luôn anh em. Maru 26, cái dòng này là bê tông 34 ly, chạy cực kỳ khỏe luôn nè. Áo gió rồi nguyên zin hết, nách bình xăng cũng zin luôn. Con này là con A1 anh em. Tay lái, cán gác, đầu bò anh em là an tâm ha. Bên em mua thì bà con an tâm được cái, bà con an tâm khi mua về á, nếu mà cần gì hỗ trợ về bên kỹ thuật thì anh em cứ liên hệ trực tiếp ha. Em có để số điện thoại trên màn hình chứ không phải là bà con mua về rồi nói mua trên mạng về sợ quỷ qua này kia rồi máy hư không có người sửa chữa hoặc là không biết xử lý sao ha, thì bên em sẽ hỗ trợ bà con tối đa. Bên máy phát cỏ, máy xăng, máy dầu thì bên đây thợ em đều có đủ nha anh em. Tức là bà con mua về khi mà nhận máy á, khi mà máy có trục trặc hoặc có sự cố gì á thì bà con cứ liên hệ trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình ha. Cái này là tụi em lấy cái phương châm là uy tín đặt lên hàng đầu ha, bởi bà con an tâm về vấn đề đó. Còn phụ tùng bên máy phát cỏ này thì bà con cứ an tâm, hư bộ phận nào thì cứ gọi trực tiếp cho em. Nếu mà hiện tại trong nhà em không có thì em vẫn lột trong máy khác, em xử lý cho bà con liền chứ không có để bà con đây lâu ha. Mà bên em có cung cấp linh kiện bên máy phát cỏ, máy xăng, máy dầu luôn nha bà con, mấy bà con an tâm gì vấn đề đó ha. Rồi test nổ thứ con trai, con đầu tiên là con Maru 26 nè nha bà con. Rồi, máy chạy là ok. Bây giờ em test một cái nó khỏi cần lên ra, em test lại cho bà con người ta nghe. Đây thợ nhí của em là bà con. Mới vô được chừng 10 ngày bà con ơi, giật máy nó còn lỏng cộng nữa. Rồi bà con an tâm nhé, con đầu tiên là con Maru 26 nè. Con này bên em đang bán với giá là 1,7 triệu. Và tặng bà con 5 món với bao ship cho bà con nha. 1,7 triệu, tặng 5 món và bao ship. Còn anh em bà con nào mà có ở nhà mình có dây đeo lưỡi phát rồi á thì cứ lên tiếng với em thì em sẽ trừ tiền lại ha. Rồi con đầu tiên con A1 1,7 triệu nha bà con. Tiếp tục cái con thứ hai, con này mới đã nữa nè. Cái bình xăng bà con nha nè, bình xăng trắng phiếu luôn. Này Maru 23 nồng 32 ly, này cho lực lớn nha bà con. Cho lực này nếu mà nhà mình có trẻ em á thì giật rất là dễ, giật không có tốn sức nhiều quá, chỉ kéo thẳng dây buông ra là nó chạy thôi. Cái này tích hợp được thêm cái tôm gời nè, cái tôm này bà con lên mình xịt thuốc là cũng ok luôn đó. Đầu bò, tay lái, cản gác thì ở đây em gắn đầy đủ hết ha. Còn cái máy nào mà nó không đủ thì em sẽ gắn, sẽ gắn lại cho đầy đủ cho bà con ha. Để em quay chi tiết hơn cho bà con coi nè. Đó, máy là nó còn trắng phiếu gì luôn đó, em cần nè. Rồi test thử con chay. Máy cực kỳ nhạy, gọi kéo lại cái nữa con. Buông ra là nổ rồi bà con. Rồi máy này ở đây em đang bán với giá là 1,5 triệu, vẫn tặng cho bà con là 5 món. Và hỗ trợ ship mình tới nhà ha. Rồi em cũng nhắc lại cho bà con an tâm là khi mua máy về, khi shipper giao tới nhà, bà con cần hỗ trợ kỹ thuật gì đó, khi mà giật máy chậm nổ hoặc này kia thì cứ alo trực tiếp cho em. Nếu mà không đúng như cái lời em nói thì bà con cứ trả vậy ha. Phụ kiện thì em bên đây em bao hết, từ bình xăng, nồng bạc, bê tông gì bà con nếu mà có hư thì cứ liên hệ trực tiếp xem hỗ trợ vô bà con hết mình. Rồi con này con A2 là 1,5 triệu nha bà con, 1,5 triệu. Rồi tới con thứ ba này, con thứ ba nè con trai,
Máy này ốc trắng, ốc vàng nghính luôn nè. Mới từ đầu tới mình luôn. Này Maru 23 này là sắt nhỏ nha bà con. Này rất tiện lợi luôn, lên mình xịt thuốc là cũng đúng bài luôn. Vì ra ta lái zin hết. Cản gác đầu bò nè. Đó. Bà con nhìn tướng nó rất là gọn luôn đó. Rồi test hàng lên chơi. Con này con A3. Rồi máy rất là nhạy, rồi con test lại cái này. Máy cực kỳ nhạy nổ nha bà con. Cái này nhắn tặng cho bà con là 5 món nha. Cái này công tắc nằm đây bà con lưu ý nha. Công tắc nằm trên tay bóp nè. Cái dòng này nó cực kỳ gọn nhẹ luôn nè. Cái này mà phát cũng được, mà xịt thuốc cũng được, tưới nước gãy cũng được, ok luôn. Cái này con A3 tính bà con 1.450.000 nha. Nhân tặng 5 món vào bao ship. Rồi tới con A4. Con cuối cùng anh em. Con này đẹp, đẹp dữ nữa nè. Này A4. Trắng phiếu luôn. Đây bà con nhìn kỹ ha, tay ga nè. Cần gác nè. Đây, cần lắp còn sống tem Maru luôn. Để quay chi tiết cho bà con coi ha. Nó mới gì nè. Tay này là khi mình rửa mình xịt mạnh quá nó bị bay tem nha bà con. Cái chụp giật này chụp giật zin ha. Rồi test hàng thử con trai. Rồi test lên cái đó con. Okay. Máy cực kỳ nhạy như này, để em chỉnh ra lớn tí xíu ha. Cái nhỏ này nó hơi bị tắt. Cái nòng ở trong nè bà con nhìn kỹ nè ha. Áo vua còn sáng giới luôn. Cái này tùm rời nó là đúng bài luôn. Cái này con A4. A4 cái này là Maru 21, nòng 31 liên anh em. Cái này em bán là 1.350.000. Những bao ship và tặng 5 món ha. Rồi anh em nào làm con nào thì nhắn tin alo lại cho em ha. Rồi em xin cảm ơn bà con rất là nhiều. Rồi chào tạm biệt bà con ha.